xe cẩu các bạn. Nó chạy vô cái đường hẹp này, nó cứ sẵn vô cẩu cây vú sữa các bạn ơi. Đây. Xe này, xe cẩu này rất to luôn các bạn. Đó, nó chạy vô cái đường này nè. Thôi rồi, cái đường này nó rất là meo luôn nha. Thôi, về ra luôn luôn. Xe này khá bự luôn nha các bạn. Đấy, chạy vô đó chắc nó cẩu cái cây vú sữa bự đó các bạn. Đây nó cậu cây vú sữa bự rồi nè. Bây giờ hai cái anh ấy, anh lên trên đó ảnh cọp cái bó cái cây lại các bạn. Bó cái cây lại để xe cẩu nó cẩu cái cây đó, đừng cho nó bị chốc mà bị chạy rồi này kia đó. Trời lúc này trời đang mưa luôn các bạn. Đó, xe cẩu cái sẵn đưa cần qua đó các bạn ơi. Hai anh này anh cọt, anh dầm mưa anh cọt luôn. Trời đang mưa đó các bạn thấy hộp mưa nó rớt không? Nó bắt đầu cẩu đưa cần tới lại để móc vô cái thân cây để cẩu cái cây xíu sữa này lên nha. Hai cái anh này anh đu ở trên đó nha các bạn, đu ở trên cái cây để cột về dây để cho xe. Rồi. Đó giờ hai anh đó anh cột rồi anh tuột xuống đó các bạn. Đây cái gốc vú sữa các bạn thấy gốc vú sữa rất là đẹp luôn nha. Đây cái cần này nó kéo cái cây cho nó ngã hay gì đó các bạn. Đó các bạn thấy gì. Đó kéo ngã rồi. Kéo mình thấy nhúc nhích đấy các bạn. Đó các bạn thấy rồi. Đây, nó gốc nó dở lên nè, hổng lên nè. Đó. Đó, ê nè bạn thấy cái bộ rễ của nó giờ quá khủng dữ luôn nó. Quá khủng luôn cái bộ rễ luôn các bạn. Giờ mấy anh này anh lấy cái xà lò tối qua lại gàn cái gốc hay gì đây các bạn, để cẩu hay gì đây. Dưới cái bộ rễ dưới đây hay gì á. Đó, bắt đầu gịch thẳng dây rồi đó các bạn, thẳng dây của chiếc của cái dây lò tối rồi đó. Nó bắt đầu lên cái gì nè, bắt đầu rút lên cái gì nè. Nó rút lên từ từ nha các bạn.
Dạ. Yeah. Cái gốc cây này khá nặng luôn. Đó, bắt đầu xe cẩu, nó cẩu lên rồi nha các bạn. Cẩu cái cây lên nè nha. Hồi nãy anh thả, anh cẩu lên, giờ anh thả xuống cọc dây lại, bây giờ cẩu lên nó. Ê. Ghê hả? Lên đó các bạn, nhấc cái cây lên đó. Ù, mà quá khủng luôn các bạn ơi. Ù. Lên lên được rồi đó các bạn. Ở bên này nó có một cái nhà nó khó, rất là khó cẩu nha các bạn. Lên, lên, lên luôn các bạn ơi. Giờ nó dướng cái đầu cây, nó sẽ dướng cái cây vú sữa bên này các bạn. Đó, nó dướng đó. Giờ mấy anh này đang xử lý các bạn. Giờ ra anh cứ tính giờ ông lên ổng chặt cái đầu cây hay gì đó các bạn. Để cho nó khỏi với cây vú sữa đang cẩu nha các bạn. Cây vú sữa khá là dai luôn các bạn. Nó bắt đầu là ảnh chặt rồi đó. Nó kéo qua khỏi rồi đó nha. Cái chỗ này nó rất là hẹp nha các bạn, bởi vì nó dính với cái nhà bên đây nè. Đựng cây lên nè. Rồi lên luôn, qua khỏi luôn. Cái bộ rễ đó còn chắc có thể là dướng với cái cây vú sữa đó hay gì đó các bạn, dướng đó hay gì đó, để coi rồi xử lý như thế nào nha. Xây vòng, xây qua, có thể là xây qua, là có thể là xây cái ngọn cây qua mấy bên kia là có thể là khỏi nha. Yeah.
cái nhà không đó. Đó giờ có thể là lên xe hay gì đây, lên xe đó các bạn ơi. Sát vô trong này luôn rồi các bạn. Các bạn thấy cái cây tẩu không? Khủng không? Đó, bây giờ có thể là ảnh leo, anh tài xế anh leo lên bắt đầu là ảnh thả cái cây này xuống nha các bạn. Rồi được thả xuống an toàn đó các bạn. Thôi giờ xe cẩu nó cẩu cái cây vú sữa để về làm kiểng này lên an toàn rồi các bạn ơi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc ha. Đó, anh tài xế đến leo lên này để anh hạ thằng xuống hay gì đó. Thôi mình xin kết thúc video nha các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.